À, vì nhớ chúng ta niệm Phật cái quan trọng là gây dựng tín nguyện. Còn thí dụ như niệm bốn chữ A Di Đà Phật hay sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật tùy duyên của mọi người. Nhớ cái câu Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng này nói rằng là bốn chữ cũng không thiếu mà sáu chữ cũng không thừa. Đừng nên niệm Phật mà bị đối lập, nhớ kỹ, đừng có đối lập. Người niệm bốn chữ được cũng tốt, niệm sáu chữ cũng tốt. Thí dụ như giờ cái đạo tràng trên không trung chúng ta áp dụng bốn chữ A Di Đà Phật, nhưng nếu mình đi đến một cái nơi nào đó ta niệm sáu chữ thì mình tu sáu chữ thôi. Vì thấy những đức có hết bốn chữ A Di Đà Phật, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, bốn chữ A Di Đà Phật, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, có hết, vậy thấy không? Nghĩa là tùy vào nhân duyên căn tính nào của người ta tu được, người ta tu. Nhớ. Tại vì mình niệm Phật là mình niệm cái quả giác của Phật để sanh cái quả giác của mình. Lấy quả giác của Phật làm nhân địa tu cho mình. Mà niệm Phật là để sanh tâm giác ngộ, quý vị. Nhớ chưa? Mình là do gì mình mê nặng quá. Vì sao mình cứ niệm Phật suốt chi vậy? Niệm Phật để nhắc nhở mình. Niệm Phật để nhắc nhở mình. Cái này rất là quan trọng, quý vị. Niệm Phật là để nhắc nhở mình. Thí dụ như mình bất hiếu với cha mẹ mình, chửi cha mắng mẹ, mình niệm Phật để nhắc mình. Mình đã niệm Phật rồi, hôm nay mình không làm điều đó được. Mình tham lam nặng nề, mình sân si khó chịu. Niệm Phật để nhắc mình điều đó mình phải giảm. Tại vì khi mình đã sanh được cái tâm giác ngộ thì mình sẽ giảm những cái ngũ dục lục trần, giảm những lòng tham đó, bớt đi lại. Nhờ niệm Phật mà được như vậy. Nên mình niệm Phật là niệm cái quả giác của Phật để sanh ra cái tâm giác ngộ của mình. Nhớ kỹ. Nên đừng nên bốn chữ A Di Đà Phật, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật đối lập với nhau. Còn có những người phân tách thì có khi chính bản thân họ cũng không niệm Phật được bao nhiêu lý luận, thấy chưa? Thí dụ như người ta nói bốn chữ thì không được cung kính. Thật sự với quý vị, nhớ Phật, niệm Phật, lễ Phật là cung kính. Còn có những người cung kính thêm hai chữ Nam Mô mà không niệm Phật, không lễ Phật, không cầu sanh cực lạc, vì cung kính này Phật A Di Đà nói không có thật chất con à. Nhớ kỹ nghe quý vị, cái thật chất là con niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Vì coi Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài là bậc thông tông thông giáo, ngài niệm bốn chữ A Di Đà Phật, quý vị yên tâm đi, các ngài đã dùng cả đời các ngài để nghiên cứu. Chúng ta dùng cái trí các ngài để áp dụng là được rồi. Chúng ta khỏi cần phải suy nghĩ chi cho nó nhiều quá. Cực, thấy không? Để cái đầu óc nó niệm Phật tốt hơn. Bây giờ có ai giảng kinh thuyết pháp nhiều như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không? Cũng là bậc tái lai chứ không đơn giản. Thì hiện đến cõi ta bà để hoằng truyền tịnh độ. Ngài tu ra một cái hành động dễ tính, khoan dung. Tốt, tốt, tốt. Nghe cô giáo Lưu Tố Văn kể khi ngồi gần bên cạnh Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Dù không nói gì nhưng cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái. Vì sao? Tốt. Không bắt bẻ, không khó chịu. Tốt, tốt. Thấy không? Nên đó là cái điều mà chúng ta phải tin các ngài đã dùng cả đời để nghiên cứu về kinh giáo. Nên niệm bốn chữ này rất dễ nhiếp tâm. Nhưng đạo tràng gia đình rất tiện. Còn nếu vào đạo tràng như chùa chiền thì chắc là phải sáu chữ. Vì nó phải phù hợp, đồng loạt rất đông, hiểu chưa? Còn đây là đạo tràng gia đình. Nên chúng ta gia đình là cá nhân. Nên chúng ta niệm bốn chữ không sao. Nên Ấn Tổ nghe nói rằng lúc bình thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Lúc cận tử nghiệp hộ niệm thì A Di Đà Phật. Biết vì sao? Vì Ấn Tổ là Đại Thế Chí Bồ Tát Quá Thăng. Ngài biết lúc bình thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật là gì? Các ngài sợ mình đụng chạm, vì người ta sẽ nặng vào cái chỗ thiếu hai chữ Nam Mô. Còn mình là đạo tràng gia đình thì nó không có vấn đề. Nhưng nếu một đoàn thể là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng vì sao ngài nói rằng lúc cận tử nghiệp niệm bốn chữ A Di Đà Phật? Là vì cận tử nghiệp con người, người ta nó quá mệt mỏi, và niệm bốn chữ nó dễ nhiếp tâm. Nếu như người này tín nguyện cực kỳ kiên cố thì sáu chữ hay bốn chữ gì họ cũng bình thường không sao. Nhưng mình yếu quá nên các ngài bớt hai chữ Nam Mô cho mình dễ niệm. Quý vị nếu đi hộ niệm nhiều ca thì sẽ biết liền, không đơn giản chút nào. Nên từ nơi đó mà chúng ta niệm Phật đừng nên bị đối lập. Niệm Phật để sanh một cái tâm từ bi, cái này là cái rất quan trọng. Như hồi sáng những đức tu, những đức thấy người mẹ tu với hai đứa con nhỏ. Thằng trai lớn lớn thì tu cũng nghiêm túc, thằng trai nhỏ thì chạy lăng xăng. Ảnh buồn ngủ, ảnh chạy một chút cái ảnh chạy lên ôm mẹ ảnh. Người mẹ rất từ bi, con mình cần dỗ dành, nương tựa. Người mẹ đang chắp tay, đứa con lấy cái tay mẹ ra để nhảy vào lòng mẹ. Người mẹ ôm con, nhưng khi người mẹ lại xuống thì phải buông con ra. Có nghĩa là có thể dùng đa dạng phương tiện để thương con mình, nhưng có những lúc nhất định phải buông con ra. Hiểu quý vị? Đức Phật có thể dùng đa dạng phương tiện để thương chúng ta, dỗ dành chúng ta, dùng đủ cách hết, không có làm khó chúng ta. Giống như đứa con nhỏ kia nghịch ngợm thì giống như chúng ta nghịch ngợm vậy đó. Phật không có trách mình. Giống như người mẹ không trách con được, đứa con nhỏ nghịch ngợm mẹ không trách. Nên đứa con chạy lăng xăng nên chúng ta phải coi hình tướng của Di Lặc Bồ Tát. Có những đứa bé nhỏ mà gọi là tiểu quỷ bao xung quanh Di Lặc Bồ Tát, đứa thì nhéo bụng, đứa thì ngắt mặt, đứa thì ngắt mũi, ngắt mắt. Ý muốn nói rằng sống trong ngũ dục lục trần, nhiều sự cám dỗ, nhưng chúng ta không bị dính vào nó. Ngài vẫn phình bụng ra, miệng nở nụ cười. Ý nói rằng đối với sự thiện ác của chúng sanh, tùy duyên mà độ. Nên quý vị bước vào tới cửa chùa, tại vì sẽ thấy Di Lặc Bồ Tát ngài cười. Ý muốn nói rằng chúng ta đã bước vào tới cửa chùa thì thôi hoan hỷ, gặp thuận gặp nghịch thì thôi hoan hỷ. Mỗi người mình học đạo cũng nên tập tính như vậy. Lâu ngày con người mình sẽ hình thành một cái tâm từ bi. Nên Đức Phật A Di Đà từ bi lắm. Quý vị lỡ làm sai các ngài sẽ tha thứ. Các ngài chỉ cần chân thật quay đầu niệm Phật. Quý vị chân thật quay đầu niệm Phật, nhớ kỹ. Còn nếu như quý vị đã niệm Phật rồi bị hư, vì không niệm Phật nữa, các ngài vẫn tha thứ. Và chờ cơ hội chừng nào quý vị quay đầu, các ngài đến giúp tiếp tục. Nên nó là Phật Bồ Tát độ chúng sanh vô lượng kiếp, phàm phu thì muốn độ một đời. Giống như có những người nói rằng con thích thầy giảng lúc trước mà khoa trò vui vẻ. Những đức nói nếu thích như vậy thì vô những đoạn lúc trước coi. Lúc trước thì quá thoải mái rồi quý vị. Còn bây giờ thì thời gian chúng ta tu xong, thời gian rất ít. Hãy cho chúng ta lắng động tâm lại một chút để đi sâu vào bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nếu bây giờ cũng pha như ngày xưa, chắc những đức đi làm khỉ quá. Tại vì pha trò giết làm cư sĩ, nếu mà tiếp tục pha trò nó chắc đi làm khỉ luôn á, nghe chưa? Nên để những đức đi sâu vào bổ nguyện niệm Phật. Nên có những người buổi sáng này quý vị có công việc gì thì tùy quý vị, một chút mình coi lại, tại vì một chút là thấy người ta đưa lên à, thấy không? Tùy quý vị thôi. Nên từ nơi đó quý vị nhớ là có thời gian thì cái giờ mà tu xong này nè là cái giờ đang lắng động quý vị. Mình đưa bổ nguyện vào nó đi sâu. Nên nhớ kỹ, vừa lắng động tâm thì những cái điều chia sẻ đi sâu. Con người mình tu học phải phát tâm từ bi quý vị, nhớ. Nên thời gian như Đức ở trong ngôi Tam Bảo 10 năm, có những việc mình làm bây giờ mình nghĩ lại, ô sao mà mình cũng bạo ghen. Thí dụ như nào đó, như Đức ở trong chùa có nhiều bà bầu vô tu là như Đức cho ở tu hết nè.
Mà ấn tượng đặc biệt nhất là có một bà bầu đẻ trong chùa. Cô đó hình như có ba đứa con, khổ lắm. Mỗi lần cô mang thai thì chồng bỏ cô. Thì hai đứa con, đứa lớn lớn một chút, đứa nhỏ nhỏ ẵm trên tay. Sau này cô có bầu nữa, tiếp tục. Thì khổ quá, vô chùa ở. Có lần như thứ hỏi cô chừng nào sinh. Cô nói còn tới 2 tháng nữa thầy ơi. Xong vậy đó nó chừng nào ấy thì báo, nếu mà kẹt tiền thì Đức gửi tiền cho cô xin. Thấy tội nghiệp quý vị. Thấy người phụ nữ thấy tội nghiệp. Mình đặt vào họ, vai trò họ, mình sẽ thấy thương họ. Tự nhiên còn đâu 2 tháng nữa mà chưa được 2 tháng, tự nhiên bữa đó buổi sáng đại chúng đang tu, tự nhiên bà lên bà tu, bà đau bụng. Bà đau bụng quá trời đau bụng. Cái đưa bà đi, chúng chùa đưa đi. Đưa đi thì chưa tới bệnh viện gì hết trơn, thì tới cổng chùa. Bà đẻ, đẻ ra phòng đăng ký. Cầm cái kéo ra, cắt muốn rúng con bé luôn. Nên đó là cũng là việc lạ. Sau này thấy khổ, ra ngoài rồi ba đi bán giấy số, thấy tội nghiệp. Có lần vô những đứa kêu thôi qua bên bảo tháp ở đi. Kêu mấy chú bên đó mua sữa rồi cho cổ uống đi, có sữa cho con bú đồ này kia. Thấy tội nghiệp quý vị. Giờ không biết sao, những đứa không biết. Thật sự mà nói thì đặt mình vào người thấy khổ. Thấy khổ. Nên quý vị biết rằng là câu chuyện của lão hòa thượng Hư Văn, khi mà đạo tràng ngài vừa phát triển lên một chút, có người muốn hại ngài, cho một bà bầu đi ngang tự nhiên đau bụng, thì ngài cho bà bầu vào chùa. Đệ tử cản quá chàng luôn, nói đừng có cho bà vô, vô là có chuyện. Xong hòa thượng Hư Văn ngài nói tu bao nhiêu chục năm rồi, một cái tâm từ bi một chút cũng thiếu thốn, thì làm sao là người bước vào cửa Phật. Duyên hợp duyên tan, hãy tin nhân quả. Thì ngài cho bà bầu vào chùa, bà bầu bà, ngài đang giảng pháp, bà sinh, bà đẻ, bà đau bụng, bà gặn, bà khóc, bà la sụp. Người ta nghĩ trong chùa sao có người đẻ, người ta phá vội, người ta bỏ đi chứ. Ngài vẫn bình thản, còn một người ngài cũng thuyết pháp. Quý vị coi câu chuyện thấy rõ ràng, còn một người ngài cũng thuyết pháp. Thì đệ tử đồ trách ngài. Ngài nói duyên hợp duyên tan, ngài tin nhân quả. Ngài không có đặt vấn đề nặng nề. Xong rồi đẻ xong rồi bỏ đứa bé đi, tại vì muốn hại ngài mà. Bỏ đứa bé đi. Thì đứa bé nó khát sữa, nó khóc sùm. Lúc đó ngài nói bây giờ trong đây có ai bồng đứa bé đi xin sữa cho bé dùng, bé khóc tội nghiệp. Ai cũng mắc cỡ không ẵm đi. Cuối cùng lão hòa thượng Hư Văn ngài ẵm đứa bé đi. Ẵm ra chợ, người ta lấy đất, lấy cây, lấy đá, người ta liền ngài quá trời, chữ ngài. Ngài đi xin sữa cho đứa bé dùng. Vì biết rằng là hình thành một cái tâm từ bi không đơn giản. Có khi nó cũng bị bao nhiêu sự thử thách và bao nhiêu cái lời mà chỉ trích và người ta hiểu lầm. Nhưng mình phải hình thành cái tâm từ bi, vì mình là người tu quý vị. Phải hình thành tâm từ bi thôi. Những đức nói bảo đảm quý vị về chùa. Hồi đó những đức ở vì về đông. Thật sự quý vị biết những đức không biết nhiều, nhưng mà những đức chỉ có thương Phật tử thôi. Bằng cả tấm lòng, miếng muốn miếng nghĩ sao cho người ta vui. Tết nhất nghĩ sao cho người ta vui, cứ nghĩ gì không à. Rồi nghĩ lễ lọc, mua cái gì đó tặng người ta cho người ta có quà, cảm thấy món quà tam bảo tặng người ta mừng, người ta vui. Vì thấy những đức tặng vì bao nhiêu cái khăn không? Đi đi. Nên từ nơi đó, có những người ta nói những đức tặng những món quà không phải trong Phật Pháp. Nhưng những đức nói rằng, chỉ cần Phật tử vui, con người ta vui là những đức thích. Nên tại sao bị về đông mà trong khi những đức cũng không biết gì nhiều. Thật sự mà nói, hình thành một cái tâm từ bi thương yêu không đơn giản quý vị. Vì những đức nghĩ đến với cuộc đời này mấy mươi năm ngắn ngủi, cuối cùng mình cũng chết thôi. Phải làm cái gì đó trong cuộc đời. Có khi bản thân mình nên quên mình đi. Đã mình còn quên mình thì không chỉ vật chất bên ngoài nó có nghĩa lý gì đâu quý vị. Con người tu duyên tu phước, đời những đời sau tiếp tục, mình trở lại mình còn có duyên chúng sanh mà giúp họ. Nếu như mình vì một cái vật chất gì mà mình có thể bỏ chúng sanh, thì mình có thể dính vào vật chất mà mình không thể nào có duyên chúng sanh. Những đứa cỡ nào thì những đứa cũng hình thành cái tâm thương chúng sanh quý vị. Nên thấy đứa bé nhỏ chạy lỡ ôm mẹ, tự nhiên mình nghĩ người mẹ như Phật A Di Đà,
đứa bé như chúng ta là những người hư hỏng, lang thang như kẻ cùng tử. Dù có cỡ nào Phật vẫn giang đôi tay ra. Nên vì thấy Phật A Di Đà lúc nào Ngài cũng giang tay gì. Ý Ngài nói rằng là Ngài lúc nào cũng không bỏ mình, không có bỏ mình. Nên dù chúng ta có lạc lòi, chúng ta có hư hỏng, chúng ta có tệ, chúng ta có phạm lỗi, chỉ cần chúng ta niệm Phật là Ngài giúp. Tại sao Hòa Thượng Tịnh Không Ngài giảng cái câu chuyện của Pháp Sư Quánh Kha, là một vị tỳ kheo ở trong ngôi Tam Bảo mà phạm trai phá giới. Mà vì sao mà Ngài giảng sanh thù thắng như vậy? Quý vị nói các ngài là những người bình thường hả? Bình thường mà làm được việc đó sao? Bình thường mà phạm trai phá giới rồi tiếp tục niệm Phật đi, cái sanh cực lạc. Chuyện đó quý vị nói dễ lắm hả? Nên từ nơi đó ý các ngài muốn làm là vì cái cõi đời này người hư nhiều quá, người sai nhiều quá. Sau này đến khi các ngài tu, đến lúc tuổi già, có những người hư thiệt là hư đến gặp các ngài, nói Nam Mô Di Đà Phật, con chào thầy, con là một kẻ ăn cướp, một con người hư hỏng, giật vợ giật chồng ta, con sai lắm ngài, con làm sao có thể tu hành được. Các ngài nói con sai cỡ nào, con sai như vậy như vậy như vậy. Các ngài nói rằng ta còn sai hơn con nè, mà ta còn tu được nè, làm gì con tu không được. Nên khi mình gặp một người nói họ sai, họ không tu được, mình nên phương tiện mình nói mình sai những điều đó với họ. Để làm chi? Để cho bản thân của họ đứng lên được. Đó là tu hành vô ý thí vì nhất kỷ. Chứ cần gì chúng sanh được lợi ích, mình cứ chân thật mà làm, cố gắng để hình thành cái tâm từ bi của mình. Khi hình thành được cái tâm từ bi là vì chúng ta đã bớt đi những cái thứ mê hoặc điên đạo mà hình thành được cái tâm từ bi. Giống như người mẹ có thể từ bi với đứa con vì đó là núm ruột của mình, bức ruột mà sinh ra. Nhưng đối với người khác mình sẽ thiếu sự từ bi. Nên từ bi trong nhà Phật là từ bi đối với người thân và từ bi đối với mọi người. Thương con mình thì nhìn con người ta khổ, mình cũng thương con người ta. Nên người giác ngộ chỉ cần nhìn được đứa con làm khó mẹ, mẹ vẫn chiều. Như vậy thì chúng ta sẽ nghĩ mẹ cha mình cũng đến với mình như vậy. Hôm nay cha mẹ già rồi, bản thân của mình lo cho gia đình mình đã không có thời gian lo cho cha mẹ đã từng thương yêu mình. Bản thân mình ngồi suy nghĩ lại, mình nên dành cho cha mẹ nhiều chút để sau này con mình nó dành cho mình. Đừng vì con mình mà bỏ bê cha mẹ ruột của mình, thì sau này con mình nó cũng vì con nó mà nó bỏ bê mình 100%. Giọt nước trước nhiễu như sao thì giọt nước sau nhất định sẽ nhiễu như vậy. Bản thân những đức dù có như thế nào, những đức thấy cái tấm lòng của nhiều người cũng đến những đức cũng không thiếu. Nên trong cuộc đời nên làm một cái gì đó ý nghĩa trong cuộc đời. Đừng nên khô cứng quá, đừng nên vì vật chất, đừng nên vì cái hình thức, cái danh của mình mà đá đổ đi cái sự từ bi của Phật dạy. Phải phát tâm từ bi quý vị. Cuộc đời mấy mươi năm ngắn ngủi, phải khoan dung và tha thứ. Cố gắng niệm Phật, đó là điều tốt nhất. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.